của Khánh. Yên. Tôi đâu biết chơi. Chơi chơi một trận thôi. Nè ông. À, không sao đâu bà. Chơi thì chơi. So với mày, bắn một cái 3 điểm, ai vào thì thắng. Được thôi. Thảo đi, thảo đi, thảo đi, thảo đi, thảo đi, thảo đi, thảo đi. Giỏi quá vậy, thiên trong đội tuyển mà ông cũng thắng được nữa. À thì do tôi có luyện tập thôi. Có luyện tập hả? Tôi đâu bao giờ thấy ông chơi bóng rổ đâu. Tôi luyện tập bằng này nè. À Gunny Mobi, hèn chi lúc nãy ông ném bóng tôi thấy ông canh lực góc gió rồi nữa. Ừ, nhờ Gunny Mobi tôi mới thắng được thiên á. Vậy ông chỉ tôi chơi game nữa nha. Ừ, chơi, hai đứa mình chơi chung đi. Ok. Tải ngay Gunny Mobi trên App Store và Google Play hoặc truy cập ngay www.gunnymobi.vn. Gunny Mobi bắn mọi lúc, vui mọi nơi.